Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa báo cáo xin ý kiến Bộ Tài nguyên Môi trường liên quan đến việc xác định nghĩa vụ tài chính và thời hạn sử dụng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, gọi tắt là sổ hồng, đối với diện tích nhà, đất sử dụng làm official, là văn phòng làm việc kết hợp lưu trú, shop house, căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ. Theo Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước và được cấp giấy chứng nhận theo đúng quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Sau khi xây dựng, chủ đầu tư đã bán lại cho người sử dụng với mục đích để ở và đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường cấp sổ hồng cho các phần diện tích này. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên Môi trường nhận thấy còn một số vướng mắc khi áp dụng luật đất đai năm 2013, cần xin ý kiến các cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể, trường hợp chủ đầu tư bán phần diện tích được cơ quan có thẩm quyền công nhận với mục đích sử dụng là thương mại dịch vụ, gồm khách sạn, căn hộ du lịch, căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú, cho người mua với mục đích để ở, thì khi xem xét cấp sổ hồng cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có phải xác định giá đất để tính thu nghĩa vụ tài chính bổ sung hay không?